Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có bài stream số 076 Chén cơm hàng ngày. Hôm nay mùng 1 Tết Tân Sửu, thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2021. Và chén cơm hàng ngày của chúng ta hôm nay từ Tin Mừng Matthew chương 6 câu 25 đến câu 34. Xin mời anh chị em lắng nghe đoạn Tin Mừng. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình, dù chỉ thêm một gang nữa hay không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đấy. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Thưa anh chị em, bài Tin Mừng mùng 1 Tết nói theo một cách văn chương. Như thể là sau một đêm dài đầy những bóng tối của lo âu phiền muộn, của đau khổ, của thất bại, của đại dịch, thì bây giờ lời Chúa như một bình minh rực rỡ, một tia nắng mai đủ sức làm tan cái khối xương đêm dày đặc, làm cho chúng ta mở mắt không nhìn được xa. Hay có thể nói bài Tin Mừng như một trận gió thổi tung tất cả mọi thứ bụi bặm của lo toan phiền não cuộc đời. Rõ ràng là Chúa Giêsu không miễn trừ cho chúng ta những đau khổ luôn có sẵn trong cuộc nhân sinh này, nhưng Ngài khẳng định với chúng ta, Ngài cam kết với chúng ta: lo làm gì, vì Thiên Chúa đã lo thay cho ta rồi mà. Ta chỉ cần một chuyện quan trọng để lo, đó là lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những cái còn lại Người sẽ thêm cho. Thật tình mà nói, ta đã tự chuốc vào thân của mình quá nhiều cái khổ. Nếu mà Chúa Giêsu đã nói đến nước Thiên Chúa, thì ngược lại, chúng ta đã mải lo đi tìm cái nước của thế gian, không phải nước của Thiên Chúa, bởi vì nó gồm có sự so kè, ganh đua, bon chen, tham lam, ham hố. Nó đẩy chúng ta đến những cái thủ đoạn để mà ngoi lên, để mà sinh tồn, thậm chí có thể chà đạp lên người khác để lo cho bản thân. Những thứ ấy nó đều đi ngược với đức công chính của Thiên Chúa. Và chúng ta nghe thêm bài đọc thứ nhất, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu ở Philippe,
Thánh Phaolô nói thay cho Chúa Giêsu. Ngài bảo là vui lên anh em. Anh em đừng lo lắng gì cả. Trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa. Những điều anh em thỉnh nguyện và bình an của Thiên Chúa vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Giêsu. Ý Thánh Phaolô cho chúng ta một cái chìa khóa là chúng ta chỉ có một chuyện phải lo, đó là van xin tạ ơn, giải bày trước mặt Thiên Chúa tất cả những điều tha thiết thỉnh nguyện, những điều chính đáng của cuộc đời của mình, và Thiên Chúa sẽ trao cho chúng ta bình an của Ngài, bình an vượt lên trên mọi thứ hiểu biết, và nó sẽ làm cho chúng ta được bình an, kết hợp lòng chúng ta với Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nói thêm: ngoài ra thưa anh em, những gì là chân thật, những gì là cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó, tất cả những cái thứ là đức công chính mà chỉ có thể có được ở trong nước của Thiên Chúa. Nên thưa anh chị em, vấn đề đã rõ. Xin lặp lại là: thứ nhất, Chúa Giêsu không ấn vào cuộc đời của chúng ta bắt chúng ta phải chịu những đau khổ. Nguồn gốc của đau khổ không phải từ Thiên Chúa, nó là chính chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu có thể nhân những cái lỗi lầm, những cái sai lỗi của chúng ta, những cái mải mê của chúng ta đi tìm kiếm nước thế gian này đó, thì Thiên Chúa chen vào để mà Ngài nói về Ngài, Ngài mở lòng cho chúng ta hiểu về tấm lòng của Ngài, cho chúng ta hiểu nước Thiên Chúa là thế nào. Và tất cả những cái đó Thánh Phaolô đã liệt kê cho chúng ta là những gì là chân thật, những gì là cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen. Chúng ta đi tìm kiếm cái đó đi, ta nỗ lực sống cái đó đi. Đừng ganh đua, so bì, bon chen, đừng ham muốn tài lộc, đừng có say mê cuốn hút vào tất cả những cái cám dỗ. Xét ra thì nó cũng hấp dẫn thật, nhưng mà đằng sau đó chúng ta phải trả một cái giá kinh khủng, đó là đau khổ, là lo toan phiền muộn. Và khi đạt được như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được ngày mùng 1 Tết tại sao hội thánh lại dọn bài tin mừng này cho chúng ta ngay từ đầy đầu năm rồi, để cho chúng ta xác quyết một điều là thôi đừng lo gì nữa, để cho Thiên Chúa lo. Thiên Chúa lo liệu cho chúng ta thì hơn vạn lần điều mà chúng ta đang quay quắt lo toan. Thiên Chúa có cách của Ngài để chúng ta vẫn có thể chu toàn mọi thứ bổn phận, mọi nhiệm vụ của cuộc đời này, là gây dựng xã hội, gây dựng thế giới này, để lo cho vợ, cho con, để lo cho cha mẹ già, để lo cho cái xã hội này nó tiến lên, để chúng ta có thể vượt qua được những cái nghèo khốn khổ. Nhưng trên hết chúng ta phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài. Chúng tôi nhớ đến một cái bà bị mù ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi về Vũng Tàu rồi, chúng tôi không còn gặp bà nữa, nhưng tôi nghĩ là anh chị em nào vẫn đi lễ ở nhà thờ Kỳ Đồng vẫn có thể gặp bà. Bà cũng lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn có thể đến nhà thờ. Bà bao giờ cũng mặc quần áo rất là sạch sẽ, dù bà không phải là người giàu có, bà nghèo nữa là khác, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất. Bà cần đến sự giúp đỡ của mọi người, nhưng mà bà không bao giờ mở tay như một người ăn mày. Đến dự thánh lễ bao giờ bà cũng đến rất sớm. Bà đứng ở cửa nhà thờ, đứng vậy thôi, không có một lời xin xỏ, ngửa tay để mong người ta bố thí.
Và còn khoảng 5 phút nữa là thánh lễ thì bà bắt đầu vào trong nhà thờ. Bà cũng khiêm tốn ngồi ở một cái góc cuối nhà thờ, trong một cái xó cuối cùng của nhà thờ. Bà dự lễ một cách sốt sắng. Thánh lễ vừa xong, bà cũng lại lặng lặng ra trở lại cổng nhà thờ, đứng ở cái vị trí lúc ban nãy. Và ở đó bà cũng chỉ đứng yên, không ngửa tay xin, không một lời nói. Có khi bà mệt quá thì bà ngồi xuống cái bệ xi măng ở ngay cổng nhà thờ. Ai cho cái gì thì bà vui vẻ cảm ơn. Rồi có những người rất là tử tế, có các bạn trẻ kiên nhẫn đứng chờ bà và nói với bà là lát nữa bà về thì con chở bà về. Nhà bà cũng cách xa khoảng nhà thờ khoảng 600-700 mét thôi. Các bạn trẻ đứng yên đó để chờ cho đến khi người ta đã về gần hết và bà sẵn sàng ra về thì các bạn trẻ đưa bà lên xe Honda để chở bà về. Tôi thì có những hôm không phải dâng lễ, tôi ra bán báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trước lễ và sau lễ, nên tôi được chứng kiến đầy đủ. Tôi lân la ngồi cạnh bà và tôi hỏi bà là: bà ơi, bà có biết ai đang nói chuyện với bà không? Bà mỉm cười rất là dễ thương. Dạ thưa cha biết, con nghe giọng cha quen lắm, cha là cha Uy. Thì trong bụng mình cũng muốn giúp tiền cho bà, nhưng mà biết lòng tự trọng của bà nên mình mới trêu bà, mình mới đố bà: bà ơi, con có mấy tờ tiền, thế con đưa bà tờ tiền nào bà chỉ sờ thôi mà bà nói đúng được cái mệnh giá của nó thì con tặng cho bà cái số tiền đấy, bà nói sai thì con lấy lại. Thế thì tôi lấy ra tờ 5.000 bằng giấy bình thường, bà vuốt một cái và nói: thưa cha, 5.000 vậy thì con biếu bà, con đố nữa nhé, mình lần sau lấy tờ 10.000 polymer. Bà vuốt một cái và bảo: tờ 10.000 và lại bà nói đúng, tặng cho bà luôn. Mình cứ tăng cái mệnh giá lên dần, đến tờ 20.000, đến khi mình lên đến tờ 100.000 thì bà bảo: ô cha ơi, tiền nhiều quá, con không chơi nữa đâu. Ý bà biết được là tôi định cho bà 100.000 và bà dư sức vuốt cái tờ giấy là bà biết nó giấy 100.000. Nó bảo không, trò chơi vẫn còn tiếp tục. Thế là bà vuốt thêm một lần nữa, nó bảo thôi nhá cha, thế này là thôi nhá, chứ không mà cha lại đưa con tiền to quá thì con lại đoán đúng thì cha lại cho con. Bà nói vừa nói vừa mỉm một nụ cười. Bà không cần minh oan, không cần phân phô, nhưng mà ai cũng có thể hiểu được bà không lo lắng về chuyện tiền bạc. Có thế nào sống như vậy an vui, khuôn mặt với đôi mắt mù lòa nhưng mà lúc nào cũng rạng rỡ của niềm vui. Chúng ta thiết nghĩ đều là những con người lành lặn, nhưng hình như chúng ta quá lo lắng, chúng ta để cho tất cả mọi sự đời của cái cuộc sống vật vã, long đong, tất tả này nó như là đè bẹp chúng ta, làm chúng ta phải chìm vào trong đó. Kể cả linh mục tu sĩ của chúng tôi cũng có những nỗi lo, anh chị em giáo dân ở bên ngoài lại càng lo. Và trong cái bối cảnh của đại dịch đang bùng phát ở khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam, trên đất thành phố của chúng ta, anh chị em lại càng lo. Mà chúng ta càng lo thì chúng ta càng khổ, chúng ta càng lo thì chúng ta càng bị đánh mất cái bình an mà Chúa Giêsu đã tặng cho ta ngay trong đêm giao thừa, mừng tuổi cho ta ngay trong ngày mùng 1 Tết đầu năm này. Xin anh chị em hãy nhớ vui lên anh em, Thánh Phaolô nói như vậy. Anh em đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh chị em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa vượt lên trên hết mọi sự hiểu biết sẽ giữ cho lòng trí anh em luôn được kết hợp với Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn anh chị em.